Ở đây có ai bao giờ mà đập hồn một cái gì đó ra mà ngồi khóc hoài như mình không? Nghe tin Sài Gòn sắp giãn cách mà ba mẹ với mấy anh chị không có cho mình đi siêu thị mua đồ, nên là chuẩn bị 2 ngày trời cái thùng hàng bự là bự như vậy nè, gửi từ Vũng Tàu lên Sài Gòn. Mà cứ nghĩ là từ Vũng Tàu gửi lên Sài Gòn là nhanh lắm, nhưng mà thực sự ngày hôm nay là ngày cuối xe được đi rồi, nên mình đợi từ 10 giờ sáng tới 6 giờ tối mình mới nhận được. Có lúc với anh kêu là chắc là không có nhận được em nha, tại vì bây giờ căng quá rồi, anh phải còn nhiều đơn lắm. Lúc mà mình nhận được á, thật sự là mình nhận được tình cảm của ba mẹ với anh chị gửi lên, mà mình khóc quá trời khóc, mà mình hạnh phúc, thật sự mình rất là hạnh phúc. Rồi mình đã mở thùng đồ ra, ở trong á, tất cả mọi thứ á, đều được gói bằng giấy báo với lại một lớp bao ni lông bên ngoài. Thì rồi đang đập hộp như vậy á, thì mình có cầm được một cái phong bì. Lúc đầu là mình tưởng là tiền, nhưng mà thật sự đó là thư của mẹ. Mẹ viết á, chào con trai, hôm nay mẹ viết thư thăm con nè. Chắc là con ngạc nhiên lắm phải không? Đà ơi, cả nhà rất là lo cho con và thương con nhiều lắm. Những ngày tháng vừa qua tình hình dịch bệnh ngày càng nguy hiểm, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà con đang sống một thân một mình trên đó, tự nhiên cho con quá. Mẹ mình biết còn dài lắm, nhưng mà mình muốn giờ giữ lại cái đó cho mình, không đọc cho mấy bạn nghe đâu. Mình giữ lại được cảm xúc rồi, nên bây giờ là mình sẽ gấp thư lại và mình sẽ tiếp tục mở hộp cho các bạn xem những gì mà nhà mình gửi cho mình nha. Ở trong á thì có rất là nhiều nữa, là mì tôm, mắm, muối, nước tương, dầu ăn, trứng gà, vân vân, chịu hết nổi nên mình mới gọi điện cho nhà mình. Thì mình gọi cho mọi người để mọi người cùng